Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh channel của mình. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cách học tiếng Anh của mình, cách liên hệ trực tiếp với cả người nước ngoài để có thể nói chuyện bằng tiếng Anh, luyện nghe và nói bằng tiếng Anh nhá. Thì thông thường á, thì mình sẽ dùng một cái app tên là Halo, và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy app tên là Halo đây. Đây, app Halo ạ. Và cái app này thì mình sẽ mở cái app này ra nhá. Mình sẽ mở cái app này ra. Và ở đây các bạn có thể nhìn thấy hai cái nút. Nút đầu tiên là tên là nút Instant Match. Khi mà mình ấn vào cái nút này ấy, thì mình sẽ có thể là gọi điện trực tiếp cho người nước ngoài. Và nếu mà mình vào cái Go Live này thì mình sẽ giống như cái bạn này, bạn ấy đang Go Live. Đây có rất là nhiều các bạn ấy đang livestream trên này và mình có thể ấn vào này. Đó. Và ở đây thì các bạn ấy, bạn này là bạn ấy hot này, và bạn ấy mời các cái người bạn khác lên đây để nói chuyện với bạn ấy. Và ở đây mình có thể comment cho bạn ấy ở đây, hoặc là mình cũng có thể mở, cũng có thể xin phép được lên nói chuyện với bạn ấy như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ thực hành luôn cái nút hai cái công cụ này trong Hello nhé. Đầu tiên thì mình sẽ dùng cái nút Instant Match để mình gọi điện trực tiếp cho người nước ngoài. Ok. Đây. Và bây giờ thì các bạn có thể nhìn, mình sẽ ấn vào đây. Đó, và bây giờ thì có một bạn ấy đang sẵn sàng nói chuyện với mình, thì mình sẽ lấy cái nút accept này, ấn vào nút accept. Đó, bạn ấy không chấp nhận, bạn khác vào, ok. Mình sẽ accept đến khi nào có bạn nào chấp nhận. Oh, more. Rồi, đây, có một bạn chấp nhận đây rồi. Có một bạn đang chấp nhận. Và mình sẽ nói chuyện với bạn nhé. Hello. Hello. Hello, where are you from? I'm from Vietnam, and you? I'm from Indonesia. You know Indonesia? Oh, yes, of course. We are near, right? We are Asian, and Asia, and you are near. Do you know my country? Yes, I know. Yes. Have you been here? Country is beautiful. Have you been Vietnam? Yes, I know Vietnam. No, I said, have you been Vietnam? Have you been in Vietnam already? Yeah, visit. Yeah, you're right. Travel, visit Vietnam. Hey, what's your name? Oh, my name is Pham. Can you hear me now? My name is Yanxia. I'm sorry, I'm speaking English. Oh, don't be sorry. Don't need to sorry me. In my past, I did speak English well. And you know, Hello application is really great app for you to improve your English in short time. And don't worry. Yeah, of course. So yeah, of course. That's why every day, every single day, I look for someone to speak with me and improve my English skill. So that's why you take this application to speak with you and looking for someone around the world to speak. Oh, you speak so fast and very well. But I think... Oh my God, thank you so much. Okay. That's why I was there like... Yeah, but speak two accents, like a British accent and also American accent. So sometimes I would put someone to speak British accent with me. Could you speak British accent with me? Mm-hmm. There's something about British accents. Mm-hmm. But you know, I think your listening is not really well like your speaking, right? No, the first speaker is my friend. And right now, I am different from people of So, where are you from? Sorry, I don't know. Oh my God! I think you are two people there, right? Yeah, all right. All right.
I got it. I got it. And your friend is speaking English is not well. And then So if you wanna be become a direct for them, please give them motivation to learn more English. All right? Okay. Yes, now I got it. You speak English so well. Okay. So my friend, actually I am guiding my Vietnamese people can use this app for practicing English, and that's why I don't have more time for talk with you now. So we are talk later, and thank you so much to talking and with thank me you today. So much, and I love you too. Bye-bye. Yeah, bye-bye. See you later. Bye-bye. Thank you. Yeah. Okay, bye bye. Oh my god. Có hai bạn, các bạn ạ, có hai bạn nói chuyện với mình và mình đã phải rất là lắng nghe, tại vì thật ra khi mà nói chuyện điện thoại ấy, thì nó vô cùng là khó các bạn nhé, mà mình lại đang mở loa ngoài để cho mọi người nghe ấy, cho nên là nó khá là khó. Bình thường thì mình sẽ dùng tai nghe thì nó sẽ dễ nghe hơn, và có một bạn thì chả hiểu mình nói gì cả đấy, còn một bạn khác thì nói rất là giỏi, vì thế bạn khi mà nghe thấy bạn kia nói chuyện với mình không hiểu gì cả thì bạn này bạn nhảy vào bạn nói. Thì thật ra là mình cũng nghe không rõ ràng lắm bạn ấy nói gì, nhưng nói chung là mình đã nắm rõ được cái câu chuyện đó và mình có thể là đáp ứng được cái câu chuyện đó ngay lập tức. Thì khi mà mình nói chuyện ấy, khi mà mình giao tiếp với cả người nước ngoài ấy, thì cái quan trọng nhất là cái sự tự tin, cái sự tự tin của mình. Và mình không, các bạn không cần phải quan tâm quá nhiều đến những cái lỗi sai hay là những cái lỗi ngữ pháp hay là vấn đề về từ vựng hay là gì, nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ phải rất là chỉnh cái phần phát âm và cái phần pronunciation của mình để cho người ta hiểu mình nói gì đó, ít nhất thì là như vậy. Thế bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp về cái phần go leave nhá. Go leave là cái phần này này, và bây giờ mình sẽ ấn vào cái phần go leave. Đây, mình sẽ ấn vào đây. Đó, và mình sẽ set up một cái cuộc go live. Đầu tiên thì mình sẽ set thumbnail, là mình sẽ đưa một cái bức ảnh của mình lên. Đó, set thumbnail là mình sẽ phải đưa một bức ảnh lên nhá. Đây. Choose take picture hoặc là take a picture nhá. Mình choose đi, choose a picture. Mình chọn một cái tấm ảnh rất xinh đẹp của mình lên. Đây, mình sẽ chọn cái tấm ảnh này nhá. Và mình chọn này. Ok. Sau đó thì mình sẽ tap to add a title. Tức là mình sẽ đánh một cái mình muốn nói cái chủ đề gì, cái topic gì thì mình nói vào đây. Ví dụ hôm nay mình chỉ nói là hello, can I talk? Rồi, hello thôi cũng được. Nhưng mà thông thường á, lấy cái kinh nghiệm của mình khi mà mình dùng cái app này á, đó là mình sẽ tạo ra rất là nhiều những cái topic khác nhau, rất là nhiều những cái topic hấp dẫn. Kiểu như hôm vừa rồi mình sẽ thực hiện một cái topic là bạn có thể nói về mục tiêu cuộc sống, mục đích cuộc đời của bạn không ấy, kiểu như thế. Thế là có rất là nhiều bạn cảm thấy rất là thú vị ấy về cái topic của mình, và các bạn ấy vào để các bạn ấy nói chuyện với mình. Bây giờ thì mình chỉ hi everyone thôi, vì mình đang giới thiệu cho các bạn cách để dùng cái app này để mà thực hành tiếng Anh nhé. Ok, xong mình sẽ start live stream. Ok, ở đây thì mình đang là host của cái live stream này rồi, và các bạn có thể nhìn thấy bây giờ đang không có ai ở đây với mình. Và nếu như mà có ai ở đây thì nó sẽ họ sẽ tìm thấy ở đây. Ở đây hiện tại là bây giờ đang chưa có ai vào đây. Đó. Hi, hiện tại là có một người rồi và mình sẽ phải chào. Hi, hello, welcome to my live stream. Thank you so much to be here with me. Ok, hi Cooler, hi. Và mọi người có thể comment lên đây cho mình và mình chào mọi người nha. Hi Parin. Và mình có thể là mình có thể kích vào cái hình cái hình này. Đó, cái hình mà có cái máy quay ấy, để mình show cái mặt của mình ra. Còn nếu không mình I'm so sorry you guys. Hi. Because I am guiding
people to use it up. That's right. I speak a little bit my mother tongue. Hi, Kunal. Hi, Kunal. Hello? FM, how are you? Can you hear me? Yeah, you are loud and clear. Yeah, thank you so much. So, where are you from? I'm from India. Oh, you are from and India. You're from Vietnam. Yes, I'm from Vietnam. Yeah. Hi, Vietnam. Have a nice day. Have a nice day. Ah, you too, have a nice day. Yep. What do you do? I am a pharmacist, but right now I am teaching English. Okay, that's so nice. What about you? Okay, so I'm an engineer and I'm working in a company, construction company. I'm a civil engineer. Mm-hmm. Oh, really? So, how long have you been here in on Hello application? So it is like a 3-4 months, but I don't use it very often. Whenever I get time, I use this application. I found it a helpful application. Mm-hmm. Okay. So, why do you want to use it up? Can you hear me now? Madi, hi. Madi, hi. Welcome to my live stream. Do you want to help me on? If you want to help me on, you can send me requests and I can bring you here to talk together. Kunal, can you hear me? Hello? I think his connection is not really well. Và các bạn thấy là ở đây mình đang có 5 người đang tham dự cái live stream của mình. Đó. Và mình đang lôi kéo các bạn ấy lên để nói chuyện với mình. À, bạn Madi đã lên. Hello Madi. English, speak English in, I cannot understand. Yes, hi Kunida. Actually, I am making my video on YouTube channel to help people can know how to use Hello application, you know? So that's right, something I speak in my mother tongue and sorry about that. Hi Madi. Madi, right? Can you... Hi. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Right? Yeah. What? How can you pronounce your name? Oh, you can call me Pham. You can call me Pham. 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 Yes. Okay, Pham. Uh-huh. What about you? Where are you from? Can you tell a little bit more about you? Yeah, I'm Mahdi from Bangladesh. Wow. You know Bangladesh? Yes. Yes, Bangladesh. I talked with some Bangladeshis, Bangladesh, right? People in my past on Hello application. Can you give me the how to call your people like Bangladeshi or Bangladeshis or you can say Bengali. A Bengali. Oh my god, yes. Okay, your country's name is Bangladesh, right? But your people's name is Bengali, right? Yeah. Oh, thank you so much. Yeah, I got it. And I will try to remember it. Okay. So, please tell me your YouTube channel name. Okay, I will tell you. I will tell you my okay, you can call you can find me like Hang Ba Tu, okay? Okay, here. Yes. You can find my YouTube channel. Call up Madi. Yeah.
Okay. Okay, okay. Okay. Okay, okay, okay. Okay, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Okay. Give me some minutes. Okay, okay. Ok. Mày con gái vào để hỏi ha. Rồi, mẹ biết rồi. Ok. Mình đang làm kênh YouTube nhưng mà có rất là nhiều con. I'm so sorry you guys. My daughter asked me something and that's why I spent a little bit time for her for them. So how are you doing? Yes, I'm good. I'm doing well. Thank you so much, Hadi. Okay, you guys, if you want to talk with me, you can send me requests and I can bring you here to discuss with me or to tell me about you and about your country or about your religion and a lot of things about you for me. So hi, good morning, hi. Oh, I think Madi, did you remember me? No, I think, did you know me? Please go here and tell me who are you. Hi. Hello, mom. How are you? I'm good, thanks. What about you? After a long time, I had a conversation with you. Do you know about Catherine? She from Vietnam, Catherine? Catherine, oh yes. I met her. I met her in real life in my city too. Now you have recognized me. We were talking in a character live stream. You were teaching me over there some grammar. Grammar? Now? Yeah, that, in my past? That time you were teaching me. Okay, yeah. But you know, I met a lot of people, that's right. I couldn't understand you. I'm so sorry about that. But now, can you introduce yourself to let me remember you? Yeah, why not? My name is Aswal Ahmed. I'm from Pakistan, city Karachi. And my hobbies are playing cricket, reading grammar books. I have been using this application more than 1 year. I really appreciate who created this application because by this application, I have got wonderful, loyal and lovely friends. Maybe that's it from my side. Oh, really nice introduction. Okay. Yes. Okay, my friend, actually I am making my video for my YouTube channel now and just give me some minutes to finish my video and then I will come back with you. Please wait for me. Just 2 minutes. Okay, thank you so much. Okay. No, wait for me. Please hear and wait for me. 1 minute, okay. And you guys, can you wait for me? Can you wait for me now? I can't come back with you after 2 minutes. I promise. Okay. Rồi, các bạn ơi, đây chính là cái app Halo mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Và các bạn có thể dùng hai cái công cụ đó là InstaMatch, đó là gọi điện trực tiếp cho người nước ngoài. Và các bạn có thể Go Live, tức là các bạn mở ra những cái cuộc live stream và có rất là nhiều người sẽ vào đây để mà nói chuyện với các bạn, để mà dạy các bạn nói chuyện hoặc là các bạn có thể chia sẻ bất cứ thứ gì ở đây. Và trong cái lúc này thì các bạn sẽ tăng cái khả năng nói và cái khả năng nghe của bạn lên rất là nhiều. Và hôm nay thì mình xin chia sẻ đến đây thôi. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn vào những cái video clip lần sau. Bye bye và hẹn gặp lại.